Sao phải khổ thế em, hãy dùng máy hút bụi. Cuộc sống ngày càng hiện đại, máy hút bụi cầm tay đã và đang dần thay thế cho những thiết bị hút bụi cồng kềnh hay những chiếc chổi quét bám đầy bụi bẩn. Nhắc đến hút bụi cầm tay, không thể không nhắc tới các tên tuổi lớn như là Dyson, Jimmy và đặc biệt là Dreamy, với các dòng máy được thiết kế tinh tế, độ bền cao, lực hút cực khủng với mức giá hợp lý. Ở phân khúc 6 đến 8 triệu, Dreamy V12 đang được đánh giá là một trong các dòng máy hút bụi cầm tay tốt nhất trên thị trường. Cũng ở phân khúc giá này thì mới đây nhà sản xuất của Red Rod cũng cho ra mắt chiếc máy hút bụi cầm tay Red Rod V17. Chính vì là tân binh mới nên V17 được trang bị những tính năng mới nhưng lại có mức giá tiết kiệm hơn. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Mi Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về hai dòng máy hút bụi này nhé. Đi thôi. Đầu tiên chúng ta cùng nhau đánh giá một chút về thiết kế của hai chiếc máy này. Chúng ta có ở đây là Red Rod V17 và Dreamy V12. Nhìn tổng quát thì cả hai đều có thiết kế không dây và có khá nhiều phụ kiện đi kèm. Về màu sắc thì V12 được thiết kế đơn giản, đem lại cảm giác sang trọng và mạnh mẽ. Còn V17 được thiết kế theo gam màu tươi sáng nên lại cảm giác khỏe khoắn và sinh động. Về công nghệ thì V17 được trang bị một số cải tiến mới như là chổi kép hoặc là pin có thể tháo rời và dễ dàng thay thế để sử dụng ngay, hạn chế tình trạng đang sử dụng phải dừng lại chờ sạc pin. V12 tuy không có chổi kép như V17 nhưng V12 lại có đầy đủ phụ kiện cho một chiếc máy hút bụi. Về thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ có một bảng so sánh như trên màn hình. Nhìn qua thì ta đều thấy được cả hai đều có điểm mạnh riêng. Lực hút và thời gian sử dụng của Dreamy V12 có phân nhỉnh hơn, nhưng Red Rod V17 lại tiết kiệm điện hơn, trọng lượng nhẹ hơn và độ ổn thấp hơn. Đây chính là lý do mà Mi Hà Nội đánh giá hai sản phẩm này là đối thủ nặng ký của nhau. Về trọng lượng thì cả V17 và V12 đều có trọng lượng là 1,6 cân, khá là nhẹ so với các dòng máy khác trên thị trường. Ngay cả mình cũng có thể cầm hai chiếc máy thật là dễ dàng. V17 có hộp bụi là 0,6 lít, còn Dreamy V12 có hộp bụi là 0,5 lít. Cả hai chiếc máy đều có xu hướng lấy bụi ra khá giống nhau. Về màn hình, Red Rod V17 thì sở hữu màn hình LCD sắc nét, có thể tùy chọn ngôn ngữ, mức pin hay là chế độ. Dreamy V12 được trang bị màn hình OLED cao cấp. Nhìn chung thì V17 và V12 được đánh giá là ngang nhau. Nhưng do V17 được ra mắt sau V12 nên V17 được trang bị một số chức năng mới. Do đó V17 cũng được coi là một đối thủ đáng gờm trong thị trường máy hút bụi cầm tay tại Việt Nam. Red Rod V17 và Dreamy V12 đều sử dụng hệ thống lọc 5 lớp cho khả năng lọc bụi cực kỳ tốt. Nhưng riêng với V17 thì máy có thể lọc được bụi mịn với kích thước 0,1 micromet, trong khi các máy hút bụi khác trên thị trường hay Dreamy V12 chỉ có thể hút bụi mịn có kích thước 0,3 micromet. Ngoài ra V17 cũng được thiết kế để có thể thay đổi bộ lọc HEPA với nhiều màu sắc khác nhau. V17 hiện nay là dòng máy hút bụi có độ ồn thấp nhất trên thị trường khi sử dụng công nghệ giảm ồn 9 cấp. Còn với Dreamy V12 sử dụng công nghệ giảm ồn 7 cấp có mức độ ồn thấp nhất là 80 dB. Chỉ nhìn thoáng qua thì chúng ta cũng có thể thấy được sự khác nhau của cả hai máy. Dreamy đã trang bị cho chiếc máy hút bụi của mình một chiếc chổi lăn chính, đạt được đúng mục đích của mình là hút sàn bụi nhanh chóng. Phần chổi này cũng xuất hiện ở V17. Ngoài ra thì trong bộ chổi lăn kép của V17 còn được trang bị thêm một chổi lăn hình chữ V, khiến việc hút bụi trên thảm trở nên dễ dàng hơn. Và cả hai con lăn này sẽ lăn theo hướng ngược chiều nhau cho khả năng hút bụi đột phá. Việc tháo lắp phần chổi chính này cũng khá là đơn giản ở cả hai máy, giúp việc vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng hơn. Để kiểm chứng về khả năng hút của hai chiếc máy hút bụi này, chúng ta sẽ đến với thử nghiệm sau đây. Chúng ta sẽ thử nghiệm hút bụi trên sàn cứng với các loại bụi như gạo, ngũ cốc và bột mì. Như các bạn thấy, khi hút các hạt to, V12 hút khá là bắn. Còn với V17 được trang bị công nghệ chổi lăn kép, độ bắn rất là thấp. Nhìn chung thì V17 và V12 được đánh giá là ngang nhau.
bởi vì chúng có lực hút siêu khỏe, rất nhiều phụ kiện đi kèm và khả năng làm sạch cực kỳ ấn tượng. Trên đây là phần so sánh giữa hai máy hút bụi không dây cầm tay Dreamy V12 và Redroad V17. Cả hai đều là những chiếc máy hút bụi đáng để sở hữu. V17 hiện nay được bán độc quyền tại Mi Hà Nội với mức giá 5.990.000, bảo hành 24 tháng đối với phụ kiện và bảo hành 12 tháng đối với pin. Còn V12 được bán với mức giá 7.290.000, bảo hành 12 tháng. Cả hai đều đang được bày bán tại Mi Hà Nội. Các bạn hãy nhanh chân tậu ngay một chiếc máy hút bụi cho gia đình mình nhé. Đừng quên, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại địa chỉ 41 Vũ Trang Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc tìm kiếm trên website mihanoi.vn. Mi Hà Nội, lan tỏa cuộc sống thông minh.